Theo các bạn, kênh Basi Rose của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tiếp theo mũi đơn tăng. Đầu tiên mình sẽ móc một dây bính dài 10 bính. Đầu tiên mình sẽ bỏ mũi bính đầu tiên này, là cái mũi bính này mặc định là lúc nào mình cũng sẽ bỏ, mình không móc vô cái mũi bính đầu tiên này. Đối với mũi đơn thì mình sẽ móc ở chân bính thứ hai, vì mũi đơn có chiều cao bằng một bính. Mình sẽ móc vô mũi đơn thứ hai này một mũi đơn có hoa văn hình chữ V, là mình sẽ để kim ở dưới sợi len. Kéo len qua, trên kim có hai vòng len. Để kim dưới sợi len, kéo len qua hai vòng len, tạo ra một mũi đơn. Đối với mũi đơn tăng thì mình sẽ móc thêm một mũi đơn vô chung chân bính thứ hai này. Đâm kim vào chân bính thứ hai. Để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có hai vòng len. Kéo len qua hết hai vòng len, tạo ra hai mũi đơn. Móc chung một chân bính thứ hai gọi là mũi đơn tăng. Mình tăng mũi đơn từ một mũi đơn lên thành hai mũi đơn. Tổng cộng một chân bính này mình có hai mũi đơn chung một chân bính thứ hai. Mũi đơn này có hoa văn hình chữ V nha. Rồi tiếp tục đâm chân bính thứ ba, để kim dưới sợi len. Kéo len qua, trên kim có hai vòng len, kéo len qua hết hai vòng len, tạo ra một mũi đơn vào chân bính thứ ba, móc tiếp một mũi đơn chung chân bính thứ ba, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có hai vòng len, kéo len qua hết hai vòng len. Bây giờ có hai mũi đơn chung một chân bính thứ ba. Ký hiệu là chữ V là mũi đơn tăng. Đâm vào chân bính thứ tư. Để kim dưới sợi len, kéo len qua, kéo hết len qua hai vòng len trên kim, đâm kim vào chân bính thứ tư lần thứ hai, kéo len qua, kéo hết qua hai vòng len, tạo được hai mũi đơn chung một chân bính thứ tư. Này bị rớt len đây nè.
hình giống như hình cây quạt xòe ra, hai mũi đơn chung một chân, có hình giống như hình chữ V. Đây là mặt phải của sản phẩm. Đây là mặt trái của sản phẩm. Giờ mình rút ra, mình móc mũi đơn có hoa văn hình chữ X. Cũng bỏ một chân bính, thứ nhất mặc định là phải bỏ. Móc vào chân bính thứ hai. Để kim trên sợi len, móc mũi đơn có hoa văn hình chữ X. Kéo len qua. Kéo hết len qua hai vòng len trên kim. Đâm kim vào chân bính thứ hai lần thứ hai, để kim trên sợi len. Kéo len qua trên kim có hai vòng len, để kim dưới sợi len. Lúc này mình sẽ để kim dưới sợi len để mình kéo sợi len qua hết hai vòng len. Chân bính thứ hai có hai mũi đơn, móc cùng một chân bính thứ hai. Chân bính thứ ba để kim trên sợi len, kéo len qua trên kim có hai vòng len, để kim dưới sợi len. Lúc này sẽ để kim dưới sợi len, kéo sợi len qua hết hai vòng len trên kim. Đâm kim vào chân bính thứ ba lần thứ hai, để kim trên sợi len, kéo len qua có hai vòng len trên kim, để kim dưới sợi len. Lúc này kéo len qua hết hai vòng len trên kim, được hai mũi đơn chung một chân bính thứ ba. Lúc này móc không được thì mình đâm kim vô đây, mình tháo ra, mình móc lại. Một chân móc mình sẽ móc hai lần, đều là mũi đơn hết. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đó hai lần. Giữ cái này, kéo sợi len nhẹ nhẹ lên. Kéo cái sợi dài này nó sẽ di chuyển, sợi dài bên tay trái nè sẽ di chuyển, và kéo sợi dài về hướng bên trái thì nó sẽ thu nhỏ lại cái vòng tròn. Lúc móc mình sẽ nhìn thấy mặt phải của sản phẩm. Cũng giống mũi đơn hoa văn hình chữ V luôn. Cũng hình chữ V. Đây là mặt trái của sản phẩm khi mà mình móc. Mình sẽ không nhìn thấy mặt trái của sản phẩm. Xong.